500k một tháng liệu có thể điều trị mụn tại nhà hiệu quả trong mùa dịch này? Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Lương Trung Hiếu. Và trong video clip ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn hai cái daily routine để chăm sóc cũng là điều trị mụn trong cái mùa dịch Covid này, để các bạn có thể dễ dàng chọn lựa cho mình cái phác đồ hoàn hảo, cũng như biết được là cái chi phí đầu tư của mình cần dành bao nhiêu để có được làn da đẹp. Các nguyên tắc điều trị mụn như sau: số 1 đó là làm sạch, số 2 đó là cấp ẩm phục hồi da, số 3 là treatment và số 4 là bảo vệ. Như vậy, nếu như một cái daily routine để trị mụn cho bạn dưới 500.000 thì cái việc để ép cái kem chống nắng vào thì gần như rất là khó rồi. Thì mình coi như loại bỏ bước số 4 đi, mình sẽ dùng 3 bước đầu tiên. Vậy làm sạch đầu tiên, đối với da mụn thì các bạn cần phải có một sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, tức là nó vẫn giữ được cái độ ẩm tự nhiên sau khi rửa mặt và da nó không bị quá khô. Thì trong cái video này tôi sẽ recommend cho bạn một cái sản phẩm nó cũng rất là hạt rẻ. Đây là cái sữa mặt Fresh White Sand của Tenamid, loại số 2. Đó, đây là cái sản phẩm dành cho da nhạy cảm. Tại sao lại chọn dành cho da nhạy cảm? Bởi vì là khi chọn cái option do nhạy cảm thì rửa xong nó sẽ không bị ráp, không bị căng. Đó, đây là sản phẩm đầu tiên. Bước số 2, sau khi mà rửa mặt xong thì đương nhiên rồi, dù phác đồ có tối ưu và hạn chế sản phẩm chăng nữa thì cái bước số 2 của việc chăm sóc da nó luôn phải có là cái serum. Thì serum thì có rất nhiều loại, các bạn có thể thấy là cái đối với da mụn thì tôi sẽ recommend cho các bạn cái sản phẩm serum HA thuần, tức là cái HA nó chỉ ở nồng độ khoảng 1% đến 2%, thì có thể có B5 hoặc không, nhưng mà với cái daily routine dưới 500.000 chắc chắn là không nên dùng B5 rồi, vì nó sẽ vượt qua cái mốc đấy. Thì tôi sẽ recommend cho mọi một sản phẩm, đó là cái hyaluronic full. Cái này cũng là của Timeless, nó sẽ khác hơn so với cả cái Timeless bình thường, là cái này nó sẽ loãng hơn một chút và cái độ thẩm thấu nó chậm hơn, nên là khi thoa thì các bạn phải hơi vỗ nhẹ, tức là thoa sau khi rửa mặt và phải vỗ nhẹ để nó sẽ ngấm vào da sâu hơn. Thì đây là một cái mẹo để các bạn, giúp cho dù mình có thể dùng cái nồng độ HA nó thấp hơn và cái kết cấu của trọng phân tử nó ở cái hạt to hơn và cả thẩm thấu kém hơn thì nó vẫn có thể hấp thu được vào trong da. Phẩm số 3 đó là treatment. Thì đối với bước điều trị thì cần phải có tối thiểu là 2 sản phẩm. Tại sao như thế? Bởi vì cái bước số 1 của vấn đề điều trị mụn nó phải là một sản phẩm, có thể là retinoids hoặc là các sản phẩm có khả năng kháng viêm. Nên là hầu như các bạn mụn thì sẽ có thể có viêm hoặc không viêm, nên các sản phẩm điều trị mụn nó có rất nhiều option. Ví dụ như là Azaduo này, Cleansis MS này, Epiduo này, Differin này, thì đây đều những sản phẩm trị mụn, nhưng mà bạn không thể ôm cả cái đống đấy về được vì nó quá là nhiều và nó gây thừa ra. Thì những sản phẩm bạn nên dùng có, bởi vì là các bạn sẽ có cái mụn viêm mà mình đang tối ưu sản phẩm, nên là Hiếu sẽ khuyến cáo các bạn nên dùng cái Azaduo. Tại sao như thế? Bởi vì là trong Azaduo thì nó có sẵn cho mình thành phần là cái Adaplin 0.1% và cái Benzoyl Peroxide 2.5%. Thì khi mà sản phẩm này có sẵn cả BPO để trị mụn viêm, cũng có luôn cả cái retinoids để nó điều trị mụn và bình thường cái sừng hóa của da, nên đây là một trong sản phẩm gọi là 2-in-1, nên là nó sẽ đủ cho mình trong cái điều trị luôn. Và sản phẩm số 4 đó là một sản phẩm để giúp điều trị thâm ở mức giai đoạn rất là nhẹ. Đó, tức nhẹ có nghĩa là trong giai đoạn đầu điều trị, thì trong các video trước thì Hiếu đã chia sẻ các bạn sản phẩm này rồi, cái là nghe rất là quen thuộc đúng không? Tự nhiên nó là Dermafos. Đó. Vậy thì tổng hợp lại cái routine 1 này, đó là đầu tiên là sữa rửa mặt. Thì cái sản phẩm này khoảng 249.000 thì nó tính ra thì một cái tuýp 120g thì các bạn sẽ dùng được khoảng 2 tháng, tức là 120g mà chia cho 60 ngày là mỗi ngày 2g, tức phải hơn 2 tháng đấy. Nếu các bạn dùng đúng thì khoảng được hơn 2 tháng. 12 tháng tính ra 1 tháng mình sẽ cần khoảng 125k, rất là rẻ. Thứ hai là cái serum Timeless, uống cái loại pua này nó rất là rẻ thôi, nó khoảng 200 đến 250 một lọ. Thì cái lọ này là 60ml thì các bạn có thể dùng khoảng 2 tháng, mới tính ra là khoảng 125.000 nữa, là mất 250. Số 3 là cái Azaduo này thì giá của nó khoảng từ 150 đến 200, thì 250 thì tổng khoảng 400. Sau đó thì các bạn thêm một cái tip để mà Ford nữa, khoảng loanh quanh từ khoảng hơn 100.000 một chút thôi. Như vậy tổng cái routine này nó rơi khoảng 500 đến 550.000, thì các bạn có thể dùng được trong khoảng 1 tháng. Đó, thì đây là cái routine rất là đơn giản, vẫn có đủ cho mình là sữa rửa mặt này, một bước là serum dạng ẩm nhẹ, một bước là treatment là điều trị mụn viêm và mụn ẩn, và một tip là trị thâm nhẹ. Thì đây là một cái routine thực sự là nó rất là hạt rẻ để chia sẻ với các bạn. Còn nếu các bạn không có nhiều điều kiện để mình đầu tư thêm các sản phẩm uống để trị thâm này, hay là uống kiềm dầu này, hay là dùng kem chống nắng, thì đương nhiên là phác đồ này sẽ rất là khó ép thêm.
Ví dụ như khi bạn mà dùng chống nắng thì các bạn chọn cái loại khoảng 200-300 nghìn, thì cái lọ rất là nhỏ, ví dụ là 300 nghìn, nhưng các bạn hãy nhìn cái size thể tích ấy, thì nhiều bạn thì là khi đi mua mình không để ý cái này, ví dụ là 300 nghìn mà cái size chỉ có 30 ml thôi thì tính ra là 1.100.000, thì nó thực sự rất là đắt. Nhưng mà mình cần phải tính được một cái thời gian khoảng 2 tháng cho một cái sản phẩm thì nó sẽ tối ưu hóa, người tiết kiệm hơn. Nên là khi dùng thì bạn cần phải để ý đến cái size. Ví dụ như là cái phác đồ kia thì tại sao dùng mỗi 1 tháng, bởi vì cái Atadio này là 15g, thì mỗi ngày các bạn dùng 0.5g thì 1 tháng là 30g, một tip này dùng 1 tháng hết rồi, tối đa là khoảng 40 ngày. Xong rồi số 2 thì nó sẽ, cái chi phí nó sẽ cao hơn một chút xíu, nó khoảng từ 700 tới 1 triệu cho 1 tháng điều trị. Thì đối với cái phác đồ số 2 này sẽ dành cho các bạn có cái điều kiện là đầu tư hơn, bởi vì khi mà mình dùng cái phác đồ số 2 này nó sẽ có thêm cho các bạn cái bước để cấp ẩm sâu hơn, nó sẽ giúp phục hồi da nhanh hơn, và nó sẽ có thêm một cái bước nữa, đó là cái bước làm sạch sâu. Như vậy khi có thêm hai sản phẩm này thì cái option của bạn nó sẽ tăng thêm, và có thể thêm một cái chống nắng nữa. Thì sẽ review như sau. Sản phẩm số 1 thì vẫn khuyến cáo các bạn là dùng cái sữa mặt khoảng hơn 500k thôi, vì sữa mặt thì có thể không cần đầu tư nó quá nhiều ở mức độ chọn loại dành cho nhạy cảm, thậm chí là Cetaphil nó cũng rất là rẻ, khoảng tầm hơn 100k nó rất là rẻ. Đó, đây là sản phẩm đầu tiên, sữa mặt. Số 2 thì đó là một cái serum hyaluronic acid. Có thì cái này trong video trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn, đó là cái HA pure. Thì cái này đặc tính là nó cực kỳ đặc. Nó cực kỳ đặc, và size của nó là 100 ml. Thì khi 100 ml các bạn dùng phải được tầm 3 tháng. Mà sản phẩm này có hơn 500k, như vậy là 3 tháng, tính ra 1 tháng khoảng tầm 170. Đó tầm đấy. Như vậy 170 cộng với 150 là khoảng 320. Sản phẩm số 3 đó là treatment. Đương nhiên rồi, treatment khi mà các bạn có điều kiện hơn rồi thì treatment các bạn nên có khoảng 2 loại. Như vậy sẽ khuyến cáo và recommend cho các bạn 2 loại. Một là cái Azaduo gel. Đương nhiên tại sao dùng Azaduo? Bởi vì nó có BPO và Alaplin, sẽ đủ 2 thành phần cần rồi. Số 2 đó là cái AC Sport. Thế thì so với cái Dermaphop thì cái AC Sport này nó sẽ ưu thế để trị các mụn khi các bạn có nhiều mụn viêm và dùng buổi sáng. Thì cái AC Sport này nó sẽ làm xe của mụn cực kỳ nhanh, nên là cái thâm nó cũng đỡ đi. Sang sản phẩm số 5, đó là một tip dưỡng ẩm. Thì dưỡng ẩm thì có thể recommend cho các bạn một cái dưỡng ẩm màu xanh của Tenamid. Đó, thì cái này nó có thành phần là tea tree oil và cái salicylic. Như vậy các bạn mà có da dầu bị mụn hoặc là da hỗn hợp mụn thì dùng rất là ok. Bởi vì là khi có cái tea tree oil và cái salicylic acid trong cái hoạt chất là dạng dưỡng ẩm, thì nó sẽ giúp kiềm dầu và làm bong sừng rất nhẹ, từ đó làm thông thoáng của da lông hơn. Bởi vì là khi các bạn dùng cái BHA bình thường mà bôi trên da ấy, thì khả năng thẩm thấu vào tận trong của lông nó rất là thấp, và mình cần thời gian lưu lâu hơn. Nên là khi dùng cái sản phẩm mà dưỡng ẩm mà có sẵn BHA thì qua một cái đêm ngủ nó sẽ ngấm cực kỳ sâu của năng lông, nên cái giai đoạn đầu khi mình dùng ấy, thì nó sẽ có hiện tượng là hơi bong sừng nhẹ, và da có thể nó sẽ hơi khô nhẹ trong một thời gian rất là ngắn, khoảng 2 tuần đầu, thì sau đó bắt đầu da nó sẽ mịn lại, thì cảm giác cái cồn mụn bong rất là nhanh, rất là sướng. Còn thì tổng hợp lại cái routine này sẽ có như sau này: một là cái sữa rửa mặt 240-250 tầm đó, thứ hai là cái serum Ampour là 500k, thứ ba là cái Ataduo này, số 4 là cái AC Sport, và số 5 là cái dưỡng ẩm Tenamid màu xanh. Thì đây là cái combo. Thì cái combo này tổng khoảng tầm 1.500.000, 1.500.000 với 1.800.000. Ngoài ra thì các bạn có thể add thêm cho cả hai phác đồ trên một cái sản phẩm nữa, thì bác sĩ Hiếu nghĩ rằng nó cũng rất hợp lý, đó là cái tẩy trang và một loại kem chống nắng. Bởi vì là trong cái bước, trong cái hai phác đồ này nó đều thiếu một cái bước tẩy trang ở đầu tiên và một cái kem chống nắng cuối cùng. Thì tùy vào cái khả năng đầu tư của các bạn và cũng như là cái chi phí mình dành cho hàng tháng, thì đây là cái bác sĩ Hiếu sẽ chia cho các bạn, thì nó thấy nó không hề đắt mà cũng rất là rẻ. Thì có thêm một sản phẩm nữa là cái tẩy trang. Thì tẩy trang thực tế thì ngoài thị trường có rất nhiều hãng, ví dụ là cái Bioderma thì rất là nổi tiếng này, hay Nivea này, hay là Teosan. Nên có rất nhiều hãng cái tẩy trang nó tiền triệu ấy, tầm 1-2 triệu rất là đắt, thì nó thực tế nó cũng rất ok. Ở trên những phương diện khác thì trong video có thể sau nhiều bạn mà có muốn recommend thì bác sĩ Hiếu sẽ chia sẻ. Nhưng trong video này thì hướng dẫn chia sẻ các bạn một cái tẩy trang, cái Bioderma, thì có thể chọn Bioderma hồng hoặc xanh đều ok. Thì cái Bioderma rất là rẻ, khoảng tầm
200 đến 300 nghìn thôi, hoặc hơn 300 một chút cho một cái chai 500ml, thì thực tế nó quá rẻ. 500ml thì dùng chắc là nửa năm nó mới hết, nó rất là lâu hết, vì một lần dùng 2ml thì chắc phải dùng đến tầm hơn nửa năm mới hết. Tính ra một tháng có khoảng 5-60 nghìn thì chai nó quá là rẻ, thì cố gắng add thêm một cái trang nữa. Tuy nhiên thì cái chi phí ban đầu ấy, trong lần mua thì nó sẽ tốn hơn, nhưng mà những tháng sau thì nó sẽ rẻ hơn, thì đây là cái chi phí có thể chấp nhận được. Các bạn có thể thấy trong cái routine mà có video trước bác sĩ Hiếu chia sẻ ấy, thì trong cái routine này riêng cái Imis Vatoxy này nó đã tầm gần 2 triệu rồi. Tức là một cái tip này nó bằng cả phác đồ của các bạn. Các bạn thấy rằng là để mà có một cái làn da đẹp và cũng như có cái mức đầu tư ấy, thì mình sẽ phải tùy thuộc vào khả năng kinh tế. Và cuối cùng nữa đó là một cái lọ kem chống nắng. Thì chống nắng bạn cần phải để ý rất là kỹ về size, thì khi mình chia ra cái giá nó phù hợp. Đối với mùa hè này thì bác sĩ Hiếu cũng recommend cho các bạn một cái sản phẩm kem chống nắng là Tenamid màu vàng này, cũng là sản phẩm đi cùng bác sĩ Hiếu rất là lâu rồi. Tại sao lựa chọn thì thứ nhất đó là đây là dạng serum. Dạng serum thì nó sẽ hạn chế được cái khả năng bị tắc. Với thứ hai nữa đó là nó sẽ tăng tông nhẹ. Thay vì các bạn hàng ngày các bạn có mụn ý, các bạn đi làm hay là đang nghỉ chắc chả phải làm đâu, nhưng về sau khi mà hết dịch trở lại các bạn đi làm thì cái kem chống nắng này nó có một đặc tính là nó hơi tăng tông nhẹ một chút. Nên là khi các bạn đi làm thì da nó cũng sẽ trắng hơn, thì các bạn cũng hạn chế được cái việc là mình phải make up, thì nó hoặc là cái dùng kem che phát điểm. Thì đây là điểm cộng của nó. Thì để mà review một cách chi tiết hơn thì hôm sau bác sĩ Hiếu sẽ lại làm một cái video nữa chia sẻ thật là sâu về kem chống nắng để các bạn lựa chọn. Thì đây là một kem chống nắng thì giá của nó chắc khoảng 400 đến 550. Ok, và trên đây là hai cái daily routine các bác sĩ Hiếu chia sẻ với các bạn. Thì hy vọng các bạn đã chọn cho mình được những cái routine nó phù hợp nhất với da mình. Thì đây là cái thời điểm vàng cho các bạn, vì mình không cần phải đi ra ngoài. Cái yếu tố mụn do nguyên nhân bị tắc nó giảm rất nhiều, thì hãy dành thời gian cho việc điều trị mụn. Bởi vì một tháng điều trị vào thời điểm này sẽ bằng cả 3 tháng trong các bạn đi làm. Nó đỡ cực kỳ nhanh mà cũng hiệu quả. Và mọi thông tin các bạn muốn hỗ trợ nhiều hơn, hãy inbox đến fanpage của bác sĩ Hiếu, thì bác sĩ Hiếu sẽ dành thời gian inbox và trả lời cho từng bạn một. Và bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và đừng quên là subscribe bác sĩ Hiếu để nhận các video hữu ích trong mùa dịch này.